Chào tất cả anh em, quay lại buổi livestream của Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long. Và hiện tại em đang livestream tại Minh Long Thuận An, địa chỉ là 19 Thủ Khoa Hưng, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và những anh em hiện tại đang xem livestream, cho em một cái chia sẻ lên trang cá nhân nha. Và như anh em đã biết, bên Minh Long Mô Tô, sự xe máy Minh Long là 12 chi nhánh và kinh doanh tất cả các dòng xe nhập khẩu và trong nước luôn. Ba cách thức liên hệ với Minh Long Mô Tô, sự xe máy Minh Long. Một là inbox fanpage, gặp nhân viên chăm sóc khách hàng online. Hai là call hotline 12 chi nhánh. Và ba là ra trực tiếp cửa hàng. Bên em hỗ trợ trả trước tất cả các dòng xe. Trả trước 30% tổng giá trị của xe và thủ tục cần những gì: chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái. Hộ khẩu có thể là bản gốc, bản photo công chứng hoặc là hình chụp hộ khẩu. Cho những anh em mà làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh và hộ khẩu để ở quê. Và ba cách thức mà gọi là thanh toán là: một, mình thanh toán tiền mặt; hai là chuyển khoản; và ba là quẹt thẻ. Và thấy anh em, nhiều anh em đang hỏi cái giá dòng xe thì em xin báo giá luôn. Lê Quyết Úc R15. Dạ vâng, R15 bên em 3 bản, 3 màu tiêu chuẩn sẽ là xanh GB, vàng xám, đen tem đỏ, giá 73 triệu. Và màu Monster sẽ là 76 triệu, chưa bao gồm phía ra biển số nhanh. Lê Quyết Úc Phúc Búa Sa Chia, bên em Sa Chia giá giảm, màu xanh GB, đen nhám, xanh nhám còn 55 triệu và hai màu còn lại là đen tem đỏ và màu trắng xanh sẽ là 56 triệu, cũng chưa bao gồm phía ra biển số luôn. Anh Trần Nguyên, dạ vâng, Vario 150 màu vàng đen là được lên màu, giá hiện tại là 53 triệu, chưa bao gồm phía ra biển số nha anh Trần Nguyên. Trần Vĩ, dạ vâng, bên em có dòng CBR 250 giá hiện tại là 157 triệu dành cho ba bản màu trắng đỏ racing, đỏ nhám và đen nhám nha anh, cũng chưa bao gồm phía ra biển số. Vũ An Supra RTR 150 bên em hiện tại đủ 4 màu luôn và giá là 53 triệu 500, cũng chưa bao gồm phía đài biển số luôn. Vâng, anh Nguyễn Khoa, anh để lại thông tin số điện thoại, nhân viên sẽ gọi tư vấn cụ thể cho anh về phía đài biển số nha. Em xin nhắc lại là phía đài biển số các tỉnh thành phố không giống nhau, khác nhau hoàn toàn, nên nhiều anh em đang hỏi thì vui lòng để lại thông tin, nhân viên gọi tư vấn cụ thể. Hữu Hòa, dạ vâng, tất cả các dòng xe Vario 150 lên màu đều có giá là 53 triệu, chưa bao gồm phía đài biển số nha anh em. Nguyễn Khoa, Vario 125 vàng cát giá hiện tại là 41 triệu, cũng chưa bao gồm phía đài biển số nha anh Nguyễn Khoa. Đức Hưng, Vario 150 màu xám, có thể gọi là màu bạc và giá hiện tại đó là màu jean thì là 51 triệu, cũng chưa bao gồm phía đài biển số nha anh Đức Hưng. Tấn Võ, MX King giá hiện tại bên em là bản 2020, gồm 3 màu, cam đen, xanh GB và đỏ bóng là 45 triệu và màu Monster sẽ là 47 triệu 500, cũng chưa bao gồm phía đài biển số nhanh Tấn Võ. Nguyễn Hoàng Nhân, em xin nhắc lại dòng xe chia nhập khẩu Indo bên em, giá giảm màu xanh GB, đen nhám, xanh nhám sẽ là 55 triệu và 56 triệu sẽ dành cho hai bản màu là trắng xanh và đen đỏ, cũng chưa bao gồm phía đài biển số luôn. Và giá em đang báo hiện tại trên livestream và kể cả hotline và trực tiếp ra cửa hàng đều là giá đã có VAT rồi, chỉ chưa bao gồm phía đài biển số thôi nha anh em. Nhóc Vĩ Sonic trắng đỏ đen mâm đen giá hiện tại bên em là 58 triệu, chưa bao gồm phía đài biển số nha anh Nhóc Vĩ. Hải Nguyễn, Vario 150 màu cam là xe được up lên màu, giá hiện tại là 53 triệu, chưa bao gồm phía đài biển số nha anh. Nguyễn Hoàng Nhân, RTR bên em, Supra RTR 150 bản 2020, nhiều anh em gọi là Winner V2, còn có thể gọi vui là Winner Ấn Độ và giá là 53 triệu 500 dành cho 4 bản màu, cũng chưa bao gồm phía đài biển số nha anh. Phạm Văn Dư, bên em không có dòng CB150R nha anh. Anh Thái Đức Vĩnh An xin giá quay 125 và Sonic. Dạ vâng, quay 125i bên em, bản sẽ được chia hai bản, bánh căm và bánh mâm. Bánh căm giá hiện tại là 69 triệu 900 và bánh mâm sẽ là 72 triệu, cũng chưa bao gồm phía đài biển số nha anh Thái Đức Vĩnh An.
Còn Sonic 57 triệu dành cho hai bản màu đen là đen nhám âm đỏ và màu đen bóng. 58 triệu sẽ là bản màu đỏ đen. Và bản cuối cùng 60 triệu là trắng đỏ mâm đen, có thể là trắng gỗ racing, cũng chưa bao gồm phía ra biển số nhanh Thái Đức Vĩnh An. Phạm Minh Hoàng Zibit Demon 150RR hiện tại bên em là 60 đến 61 triệu tùy bản màu, chưa bao gồm phía ra biển số nhanh. Lê Thưởng GXR 150 ABS bên em hiện tại là 71 triệu 500, cũng chưa bao gồm phía ra biển số. Anh Hải Nguyễn vui lòng cho em xin số điện thoại thông tin cụ thể, nhân viên gọi tư vấn cụ thể cho anh nha. Anh Hữu Hòa cũng vậy luôn, cho em xin số điện thoại, nhân viên sẽ gọi tư vấn cụ thể cho anh phí ra biển số nha. Phong Võ trả trước từ 10 đến 20 triệu tùy theo dòng xe nữa nha anh Phong Võ. Anh Phát Nguyễn, dạ vâng, size chia nhập khẩu từ Indo, xanh GB, đen nhám, xanh nhám, giá 55 triệu, màu trắng xanh, đen đỏ sẽ là 56 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Đoàn Tấn Thịnh CBR 150R bản ABS sẽ có hai bản màu là màu thường của ABS của CBR 150 sẽ là 82 triệu và màu Repsol sẽ là 85 triệu dành cho bản CBR 150 ABS chưa bao gồm phía đại biển số nhanh Đoàn Tấn Thịnh. Anh Thuần Đan, dạ vâng, CB 300R hiện tại bên em hai màu đen và đỏ, giá hiện tại là 125 triệu cũng chưa bao gồm phía đại biển số nha anh. Vũ Thành Long MT15 bên em hiện tại là 76 triệu, giá 76 triệu dành cho ba bản màu xám mâm đỏ, đen mâm đen và xanh mâm xanh, cũng chưa bao gồm phía đại biển số nhanh Vũ Thành Long. Dạ vâng, Phúc Rally RXXR 150 giá bao nhiêu? Hiện tại bên em là hai bản là CBS sẽ là 66 triệu và ABS là 71 triệu 500, chưa bao gồm phía đại biển số nha anh. Và những bản màu còn lại là đen vàng, đen đỏ, xanh GB và trắng xanh. Anh Tiền Lê, dạ vâng, NVX 155 bên em có dòng xe đó nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Trần Di, Winner X cũng vậy luôn, bên em có đầy đủ màu nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Trương Tiểu Linh, anh đang hỏi dòng xe nào ạ? Nguyễn Tú, Rider, dạ vâng, Rider là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá luôn. Cuộc Sống Mà, size chia, em xin nhắc lại, màu size chia Indo, nhập khẩu từ Indo, xanh GB, xanh nhám, đen nhám sẽ là 55 triệu. Trắng xanh và đen đỏ sẽ là 56 triệu, chưa bao gồm phía đại biển số nha. Dạ anh Phi, xe đã có giấy tờ hải quan chưa? Tùy theo dòng xe nha anh, tùy theo lô đã về sớm hay về trễ. Về sớm có hải quan sớm, về trễ thì chưa có, khi chưa có nha, cần có. Muốn biết trực tiếp khi nào sẽ ra giấy hải quan và có trực khi nào có biển số, vui lòng đến trực tiếp cửa hàng chọn xe, nhân viên sẽ kiểm tra số khung số máy báo anh nha. Và em xin nhắc lại, những anh em nào hiện tại đang hỏi phí ra biển số của các dòng xe mình muốn, đến một lĩnh trực tiếp cửa hàng, hai nữa là để lại thông tin trực tiếp trên buổi livestream ngày hôm nay, số điện thoại nhân viên gọi tư vấn cụ thể nha. Triệu Tiến, Exciter 150 xanh GB là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Quốc Việt Legend 150S giá hiện tại là 52 triệu chưa bao gồm phí đại biển số nhanh Quốc Việt. Thành Vũ Lê Vario 150 màu xanh lá giá hiện tại là 53 triệu đã được up lên màu, tính phí và chưa bao gồm phí đại biển số nhanh. Khánh Trần R15 V3, dạ vâng, ba màu tiêu chuẩn sẽ là vàng xám, xanh GB, đen đỏ, giá là 73 triệu và màu Monster sẽ là 76 triệu cũng chưa bao gồm phí đại biển số nhanh Khánh Trần. Còn MT15 vẫn đủ ba màu, xám mâm đỏ, đen mâm đen và xanh mâm xanh, giá hiện tại là 76 triệu cũng chưa bao gồm phí đại biển số luôn. Tuấn Báo, dạ vâng, em xin nhắc lại dòng RXR 150 giá hiện tại bên em bản CBS là 66 triệu và ABS là 71 triệu 500, chưa bao gồm phí đại biển số và gồm những bản màu nào? Còn màu đen vàng, đen đỏ, trắng xanh và xanh GB nha anh. Dạ vâng, bên em không có thông tin cụ thể của dòng Kawa ZX250 nha anh. Minh Duy, dạ vâng, Winner 2019 xác chính xác là bản Winner X2019 nha anh. Còn Winner V1 là bản của 2018, không còn sản xuất nữa. Kiệt Lê Hoàng, dạ vâng, Bandit bên em hiện tại vẫn đủ 4 màu, trắng vàng, nâu đồng, đỏ và đen, giá hiện tại 53 triệu 900, cũng chưa bao gồm phía đại biển số nha anh. Và em xin nhắc lại, những anh em nào hiện tại đang hỏi phí ra biển số, vui lòng cho em số điện thoại, nhân viên sẽ gọi tư vấn cụ thể nha.
phí ra biển số các tỉnh thành phố không giống nhau nha anh em. Dạ anh Trịnh Thanh Thiên, dạ không nha anh ơi. Vâng, Sirius FI là dòng xe trong nước đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá nha anh Sao Mặt Lời. TFX 150 giá hiện tại là 65 triệu dành cho hai bảng màu xanh xám và màu đỏ nhám, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Vâng, Nguyễn Lợi R15 hiện tại bên em vẫn đủ 4 màu, 3 tiêu chuẩn và 1 màu Monster. Bản màu tiêu chuẩn sẽ là 73 triệu và màu Monster sẽ là 76 triệu, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh Nguyễn Lợi. Nguyễn Tú Rider là xe trong nước đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Duy Dưỡng Lê quay 125i của Thái Lan, bánh căm sẽ là 69 triệu 900 và bánh mâm sẽ là 72 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nhanh. Duy Dưỡng Lê. Vision FZ155R bản 2020 hiện tại là 64 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nhanh. Võ Minh Chí. Dạ vâng, em xin báo giá lại màu size chia và số nít cho những anh em hiện tại vừa vào. Size chia bên em màu xanh GB, xanh nhám, đen nhám sẽ là 55 triệu, trắng xanh và đen đỏ sẽ là 56 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha. Và màu số nít 57 triệu sẽ là hai bản màu đen, là đen nhám mâm đỏ và màu đen bóng. 58 triệu sẽ là màu đỏ đen và 60 triệu sẽ là màu trắng đỏ racing, là trắng đỏ mâm đỏ, cũng chưa bao gồm phí ra biển số luôn. Anh Cường, dạ vâng, CBR 150R giá giảm màu thường gồm 3 màu, đen cam, đen đỏ và màu trắng đỏ racing. Bản CBS sẽ là 75 triệu và ABS là 82 triệu. Cũng chưa bao gồm phí ra biển số và màu Repsol. Bản CBS sẽ là 78 triệu và ABS là 85 triệu. Cũng chưa bao gồm phí ra biển số luôn nha anh Cường. Anh Vẫy, dạ vâng, Zibit Razor 220 hiện tại bên em là 61 triệu. Cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Phi Trường, dạ vâng, MX King bên em màu thường sẽ gồm 3 bảng màu là cam đen, xanh GB và đỏ bóng là 45 triệu và màu Monster sẽ là 47 triệu 500, đã bao gồm VAT và hóa đơn, chưa phí biển số nha anh em. Nguyên Nhân Tay Bít giá hiện tại bên em là 65 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Em xin nhắc lại bên em báo giá xe hiện tại đang trên livestream, fanpage, 12 số hotline và kể cả đã ra trực tiếp cửa hàng đều đã có VAT và hóa đơn, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh em. Và hỗ trợ cho trước tất cả các dòng xe 30% tổng giá trị của xe. Thủ tục cần những gì? Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái. Và thanh toán cũng gồm 3 cách thức. Thì thanh toán một là trả tiền mặt, hai nữa là thanh toán chuyển khoản và ba nữa là quẹt thẻ, cho những anh em nào lựa chọn rất là dễ luôn. Trần Thanh Sơn, SH150 bên em có là SH Mod 125i nha anh. Những anh em nào vẫn đang hỏi giá phí ra biển số, vui lòng cho em xin số điện thoại, nhân viên sẽ gọi trực tiếp tư vấn cụ thể cho anh em. Vì phí ra biển số các tỉnh không giống nhau, khác nhau hoàn toàn nha anh em. Vũ Phạm, Exciter 150 là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em mới báo giá. Và Vario 150, màu jean sẽ gồm màu đen nhám là 50 triệu 500, xanh nhám, đỏ nhám, bạc bóng sẽ là 51 triệu. Và 52 triệu sẽ là bản nâu nhám và trắng bóng, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Hoàng Minh Tâm CBR 250 hiện tại bên em là 157 triệu dành cho 3 bảng màu trắng đỏ racing, đỏ nhám và đen nhám nha anh, cũng chưa bao gồm phí ra biển số. Huỳnh Minh Tú, dạ vâng, Vario 2017 hiện tại đã không còn hàng nữa rồi, hết sản xuất rồi nha anh, hiện tại bên em là bản 2019 và mua với thời điểm hiện tại sẽ ra giấy tờ hải quan là 2020 nha anh em. Phạm Giao, dạ vâng, Vario 150 trắng cam sẽ là bản lên màu chứ không phải là màu jean, vì màu trắng cam là màu của clip 150. Anh Thu Rò R15V3 màu tiêu chuẩn sẽ là 73 triệu, màu monitor sẽ là 76 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Sa chia, em xin nhắc lại màu sa chia nhập khẩu từ Indo gồm 55 triệu sẽ gồm 3 bản màu là xanh GB, xanh nhám và đen nhám, còn 56 triệu sẽ dành cho bản màu trắng xanh và đen đỏ, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Thanh Phong 3 mở đích nha anh. Dạ vâng, Ngọc Hưng Vario màu trắng đen, có thể gọi là màu trắng bóng, giá hiện tại là 52 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Giang Đỗ, anh đang hỏi dòng Vario 150 hay 125 ạ.
Nguyễn Hữu Tài và Bân RTR bên em vẫn đủ 4 bảng màu, giá hiện tại là 53.500.000, chưa bao gồm phí ra bữa số nhanh Nguyễn Hữu Tài. Anh Cường, em sẽ nhắc lại dòng CBR 150R màu tiêu chuẩn, bảng CBS sẽ là 75.000.000 và ABS là 82.000.000. Còn màu Repsol CBS sẽ là 78.000.000 và ABS là 85.000.000, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Cường. Nguyễn Lợi, vâng, R15, em xin nhắc lại cho anh là R15 bên em hiện tại ba màu tiêu chuẩn là vàng xám, xanh GB, đen đỏ sẽ là 73.000.000 và màu Monster sẽ là 76.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Nguyễn Lợi. Phúc Bảo Sonic màu xanh, dạ vâng, màu xanh nhanh, màu đúng zin của Indo sản xuất ra, chỉ có 4 màu, đen đỏ, đen, em xin nhắc lại là màu đen nhám âm đỏ, đen bóng, đỏ đen và màu trắng đỏ nha anh. Dục Phê, em xin nhắc lại dòng size chia hiện tại bên em màu xanh GB, xanh nhám, đen nhám là 55.000.000, màu trắng xanh và màu đen đỏ sẽ là 56.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Dục Phê. Bùi Đức Lợi, Vario 150 màu vàng cát hiện tại là 52.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số luôn. Tân Ngọc Phùng bên em là dòng SH Mod 125i nha anh. Nguyễn Tú, dạ vâng, Rider hiện tại bên em có thể là còn màu đủ màu, và nếu như anh em nào tới cửa hàng thấy là xe không có cái màu mình yêu thích thì vui lòng cọc chờ xe về nha. Hồ Trọng Thành, R3 2020 bên em không có thông tin cụ thể nhập dòng xe đó nha anh. Trung Cao Sonic trắng đỏ mâm đỏ hiện tại là 60.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Duy Dưỡng Lê, quay 125i, em xin nhắc lại anh Duy Dưỡng Lê, chiếc quay Y125 của Thái Lan, bánh câm sẽ là 69.900.000 và bánh mâm là 72.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Anh Hoàng Phúc, CBR 250RR hiện tại bên em ba màu là trắng đỏ racing, đỏ nhám, đen nhám sẽ là 157.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Vương Golden GTR 150 hiện tại là 53.500.000, cũng chưa bao gồm phí ra biển số. Nguyễn Tiến, dạ vâng, bên em hỗ trợ trả trước tất cả các dòng xe nha anh, trả trước 30% tổng giá trị của xe. Thủ tục cần những gì? Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái nha anh. Anh Đức Phạm, CBR 150R hiện tại bên em sẽ gồm hai bảng màu và cả hai bảng CBS và ABS luôn. Bảng màu thường sẽ là CBS là 75.000.000 và ABS là 82.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số, và màu Repsol CBS sẽ là 78.000.000 và ABS là 85.000.000, cũng chưa bao gồm phí ra biển số luôn nha anh Đức Phạm. Bắp Bút Khánh, dạ vâng, size chia xanh GB hiện tại bên em là 55.000.000, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh. Vương Đức, Suzuki Bandit hiện tại bên em vẫn đủ 4 màu cho anh, màu trắng vàng, nâu đồng, đỏ và đen, giá hiện tại là 53.900.000, chưa bao gồm phí ra biển số. Và đây hiện tại là một em CBR 250RR màu trắng đỏ racing. Và em xin nhắc lại hiện tại em đang live stream tại Minh Long, Thuận An, địa chỉ là 19 Thủ Quang Hưng, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha anh. Anh Thanh Phong, dạ vâng, em xin nhắc lại là bên em không có dòng xe Honda MX nha anh. Anh Đi Trương Huy, RTR hiện tại là 53.500.000 dành cho 4 bảng màu, cũng chưa bao gồm phí ra biển số. Dạ vâng, bản zin của R15 sẽ là 73.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số, chỉ là chưa lên phụ tùng đồ chơi nha anh. Mình ra trực tiếp cửa hàng, nhân viên sẽ báo giá cho anh nha. Ngọc Hưng, dạ vâng, anh đợi chút xíu em sẽ quay lại dòng video cho anh. Hoàng Tử Kho, dạ vâng, bên em là dòng Vision FZ155R hiện tại là 64.000.000 dành cho hai bảng màu, cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha anh Hoàng Tử Kho. Nguyễn Tiến, dạ vâng, bên em có bán trả góp, hỗ trợ trả trước dòng R15V3 luôn. Thế Anh, dạ vâng, đây là một em CBR 250RR, đây quay cho anh em xem luôn. Đây là một màu trắng đỏ racing, giá hiện tại là 157.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh Thế Anh. Minh Hoàng màu size chia, dạ vâng, size chia hiện tại bên em màu xanh GB, xanh nhám, đen nhám sẽ là 55.000.000 và màu trắng xanh, đen đỏ sẽ là 56.000.000, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh Minh Hoàng. Gương mặt nhìn đời bên em không dòng vết ngàn nha anh.
Lê Tấn Lộc Sonic hiện tại bên em giá giảm màu đen mâm đỏ, đen nhám mâm đỏ, đen bóng sẽ là 57 triệu, đỏ đen 58 triệu và trắng đỏ racing sẽ là 60 triệu, chưa bao gồm phí biển số cho anh Lê Tấn Lộc. Chị Văn Quảng bên em không có chi nhánh ở ngoài miền Bắc nha anh. Bình Nguyễn SH bên em là dòng SH Mod 125i nha anh. Phúc Xuân Ngọc Bảo Click Thái, dạ vâng, màu Click 125 sẽ gồm 3 bảng màu, đỏ đô, đen và trắng. Giá hiện tại là 70 triệu cho dòng Click 125, chưa bao gồm phí đăng ký số. Và màu trắng cam, đen cam sẽ là của Click 150, giá là 92 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số luôn. Em xin nhắc lại bên em giá hiện tại đang báo trên livestream, fanpage, hotline và cả trực tiếp ra cửa hàng đều đã có VAT vào xuất vào hóa đơn rồi, chỉ chưa bao gồm phí đăng ký số thôi. Bùi Đức Lợi Varong 50 bàn cát, giá hiện tại là 52 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nhanh Bùi Đức Lợi. Ba cách thức để liên hệ với bên Minh Long Mô Tô sẽ xe máy Minh Long là những gì? Một là inbox fanpage gặp nhân viên chăm sóc khách hàng online. Hai là call 12 hotline của chi nhánh. Và ba là trực tiếp cửa hàng. Và những anh em nào hiện tại vẫn chưa biết 12 số hotline và 12 địa chỉ của Minh Long Mô Tô, vui lòng bấm vào fanpage Minh Long Mô Tô, ảnh bìa sẽ là 12 chi nhánh và 12 số hotline nha anh em. Anh đi Trương Huy RTR hiện tại bên em là 53 triệu 500, chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh. Anh Phương Winner XCBS bên em có đầy đủ màu và đủ bảng luôn, nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá. Phạm Út Viro, anh đang hỏi bảng 150 hay 125 nha anh. Tuấn Đỗ R5V3, em xin nhắc lại màu xanh GB, vàng xám, đen đỏ sẽ là 73 triệu và màu Monster sẽ là 76 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha Tuấn Đỗ. Minh Nhật Viro 125 màu xin, màu đen nhám, xanh nhám sẽ là 40 triệu và nâu nhám sẽ là 41 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký số nhanh Minh Nhật. Bé Sơn, dạ vâng, size chia nhập khẩu từ Indo, màu xanh GB sẽ là 55 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký số nha bé Sơn. Võ Minh Luân, dạ vâng, RXR 150. Bản CBS sẽ là 66 triệu và ABS là 71 triệu 500, chưa bao gồm phí đăng ký số và gồm những bản màu còn là bản màu đen vàng, đen đỏ, trắng xanh và xanh GB. Và em xin nhắc lại là bơm tấn của XXR 155 hiện tại vẫn đang về hàng. Và những anh em nào hiện tại muốn chắc chắn rằng khi xe về mình có xe, vui lòng qua trực tiếp cửa hàng cọc giữ xe nha anh em. Và thông tin của dòng của hãng Zbit về dòng Legend 250 T-Win và Max 300 chắc chắn là sẽ về nha anh em, và hiện tại đang trên đường về. Minh Hoàng size chia vàng, là màu vàng sẽ là bản cũ hết sản xuất rồi nha anh. Bên đây là bản 2020 không có màu vàng nữa. Lê Đại Dương, dạ vâng, số trắng đỏ mâm đỏ hiện tại là 60 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh. Rửa tay đi nhá. Khánh Di, dạ vâng, Sonic full đen gọi là màu đen bóng, giá hiện tại là 58 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh. Phước Thuận Vario 150 màu xanh ngọc là bản là xe được lên màu, giá là 53 triệu chưa bao gồm phí đăng ký số nha anh Phước Thuận. Võ Minh Lương, dạ vâng, có bên em có dòng RXR 150 nha anh. Hoàng Nam Rồ RMT 15 là giá hiện tại là 76 triệu cũng chưa bao gồm phí đăng ký số luôn. Hồ Minh Thọ Sonic hiện tại màu đen bóng, đen nhám mâm đỏ sẽ là 57 triệu, màu đỏ đen sẽ là 58 triệu và màu trắng đỏ racing sẽ là 60 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký số nhanh Hồ Minh Thọ. Thịnh Huynh, em xin nhắc lại dòng CBR 250RR hiện tại bên em vẫn đủ 3 màu, trắng đỏ racing, đen nhám và đỏ nhám, giá hiện tại là 157 triệu chưa bao gồm phí đăng ký số nhanh Thịnh Huynh. Dạ vâng, những anh em nào hiện tại đang có ý tưởng là lên màu xe theo ý muốn, vui lòng inbox fanpage hoặc là số điện thoại, nhân viên sẽ gọi tư vấn cho anh em về phí lên màu và chuyển đổi cà vạt nha. Hương Nguyễn SH Mod 125i là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Trần Thái, dạ vâng, em xin nhắc lại bên em giá xe đều đã có VAT và hóa đơn, chưa bao gồm phí ra biển số thôi nha anh em. Lộc Phan Sonic Racing hiện tại bên em là 60 triệu chưa bao gồm phí ra biển số luôn nha anh. Vario 150 màu zin sẽ gồm màu đen nhám, giá giảm còn 50 triệu 500, và ba màu xanh nhám, đỏ nhám và bạc bóng sẽ là 51 triệu, và 52 triệu sẽ dành cho hai bảng màu là nâu nhám và trắng bóng,
cũng chưa bao gồm phí rời biển số, đó là giá của những xe màu zin của Vario 150, còn xe đã lên màu của Vario 150 giá sẽ là 53 triệu cũng chưa bao gồm phí rời biển số nha anh em. Nguyễn Tú Winner V1 là bản 2018 không còn sản xuất nữa, và hiện tại bên em là Winner X 2019 và Supra RTR 2020 nha anh em. Sachi hiện tại bên em xin nhắc lại, bản màu Sachi xanh GB, xanh nhám, đen nhám sẽ là 55 triệu và màu trắng xanh, đen đỏ sẽ là 56 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số. Đội chuẩn Mỹ Raider bên em có đủ là giống bản 2020 luôn, nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Minh Nhật Vario 125, bản màu zin gồm đen nhám, xanh nhám sẽ là 40 triệu và màu nâu nhám sẽ là 41 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh Minh Nhật. Dạ vâng anh Trần Thái, em xin nhắc lại là bên em giá đã có VAT và hóa đơn rồi, chỉ chưa bao gồm phí rời biển số thôi nha anh Trần Thái. Nguyễn Văn Nhâm RXR 150 ABS màu xanh GB, giá hiện tại là 71 triệu 500, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh Nguyễn Văn Nhâm. Say, anh say ngay đi. Dạ vâng, hiện tại GXS bản nhập không còn hàng nữa, bản nâng cấp sẽ là bản GXS Bandit 150 và GXS vẫn còn bản trong nước, và bên em có bản trong nước luôn, nhưng là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em báo giá cho anh nha. Cần Trúc Jeep Demon 150RR giá hiện tại của màu đặc tiêu chuẩn sẽ là 60 triệu, bản màu đặc biệt sẽ là 61 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nhanh Cần Trúc. Quý Hình bên em không có dòng xe da Z nha anh. Em xin nhắc lại Winner là xe trong nước, đến trực tiếp cửa hàng bên em mới báo giá nha. Qua anh Trần Vario 125 màu trắng, không có màu trắng nhanh, bản zin không có màu trắng, còn nếu như anh muốn lên màu, phí thêm lên màu và chuyển đổi cờ vẹt sẽ là 2,3 triệu nha anh. Phúc Nguyễn Lai ADV, dạ vâng, bản CBS là 81 triệu, bản ABS màu đỏ đen sẽ là 86 triệu, màu trắng đen sẽ là 87 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số nhanh Phúc Nguyễn Lai. Phúc Anh Sachi đen nhám hiện tại bên em là 55 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số nhanh Phúc Anh. Và vài phút nữa thôi em sẽ kết thúc buổi livestream của Minh Long Motor Sửa Xe Máy Minh Long ngày hôm nay. Thì em xin nhắc lại, hỗ trợ trả trước tất cả các dòng xe từ 30% tổng giá trị của xe. Hậu tục cần những gì? Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cộng bằng lái. Và ba cách thức liên hệ với Minh Long Motor siêu thị xe máy Minh Long. Một là inbox fanpage gặp nhân viên chăm sóc khách hàng online. Hai là call hotline 12 chi nhánh. Và ba là ra trực tiếp cửa hàng. Và 12 số hotline và 12 địa chỉ sẽ được nằm trên ảnh bìa của fanpage Minh Long Motor thị xe máy Minh Long. Và thanh toán sẽ gồm một là thanh toán tiền mặt, hai nữa là chuyển khoản và ba nữa là quạt thẻ, cho nhiều cho anh em lựa chọn luôn. Và xe nhập khẩu bên em sẽ hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng 2 năm dưới 10.000 cây nha anh em. Và em xin nhắc lại là hãng Jeep chắc chắn sẽ về hai dòng xe Legend 250 T-Win và Mazda 300. Chắc chắn sẽ về, và hiện tại xe vẫn đang trên đường về nha anh em. Và dòng R3 2020 bên em không có thông tin cụ thể nhập dòng xe đó. Công Lê, dạ vâng, Kawasaki W175 bên em vẫn còn hàng màu xanh ngọc nha anh. Giá hiện tại giảm còn 55 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh Công Lê. Và cảm ơn anh em đang xem buổi livestream của Minh Long Motor thì xe máy Minh Long ngày hôm nay. Và chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha.